Đây là hai trái ác quỷ không bị ảnh hưởng bởi Haki trong One Piece. Đầu tiên là trái Baza Baza no Mi của Buggy, cho phép chia cơ thể thành nhiều mảnh. Buggy đã bị chém vô số lần bởi các đòn tấn công bằng Haki của Mihawk ở Marineford, nhưng không có bất kỳ tổn thương nào. Ngay cả một Mihawk vô cảm cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy sức mạnh của trái ác quỷ này. Một trái ác quỷ khác là Baza Baza no Mi, bị ăn bởi Bartolomeo, cho phép tạo ra những rào cản không thể phá hủy. Không như trái ác quỷ của Buggy, nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ đòn tấn công Haki nào. Đáng buồn thay, Oza đã lãng phí tiềm năng của hai trái ác quỷ này khi trao nó cho những kẻ có phần ngu ngốc. Hãy tưởng tượng xem kết quả sẽ ra sao nếu Zhou Den sở hữu một trong hai hoặc cả hai trái ác quỷ này.